cái thằng này lì quá nha, bà ngoại không có vô nằm. Đi tôi hết giường của người ta. Mèo mập giả điếc sau khi nằm lên giường của bà ngoại ngủ. Đây chính là hình mẫu chính xác của chúa tể lương lẹo, ông hoàng mặt dày, cụ tổ ngành diễn xuất. Vâng, mình không nói oan cho nó đâu, đó là những biệt danh dành cho tên mèo mập địch này đây. Nhìn vậy chứ sơ sơ đâu đó gần 10kg à. Ra đường gặp con chó mấy bà hàng xóm mà tụi nó còn không dám đọ xem ai nặng hơn luôn mà. Này chả hiểu ăn trúng cái giống gì mà tỏ vẻ thân mật với bà ngoại các kiểu đồ. Chỗ ngủ của nó nằm ở dưới kia, không hiểu sao giờ thân xác nó nằm lên giường của bà ngoại thế này đây. Đã thế còn cố tình nằm đè lên chiếc chăn của người ta nữa. Rồi, vấn đề ở đây là nó giả vờ điếc một cách đỉnh cao luôn mọi người ạ. Mèo, bà ngoại không có cho nằm vô mình. Mèo, đi chỗ khác. Coi nó giả điên ghê chưa, kêu cỡ nào cũng không nghe, đấy cỡ nào cũng không tỉnh dậy. Nó thừa biết rất rõ cái thân hình đồ sộ của nó là đố ai đẩy nó xuống giường nổi. Bởi thế nó cứ nằm ì ra vậy đó, mặc cho bà ngoại khóc thét, sao mà lại lên giường bà ngoại nằm. Ừ thì đâu có là gì tự nhiên, tôi cố tình lên đây nằm, thì ngu gì tỉnh dậy để bị đuổi xuống dưới đất nằm. Có ngon thì bế tôi xuống đi, chứ quyết tâm không nhúc nhích đâu nha. Như này đủ gọi là ông hoàng mặt dày chưa mọi người. Làm gì có con mèo nào mà ngủ tới mức bị đạp như này vẫn không chịu tỉnh dậy. Chỉ có thể là cố tình giả vờ đang ngủ không thèm dậy mà thôi. Bởi cho ăn cho ngủ mập thay rồi, giờ hành hạ bà ngoại quá mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.